Cục Quản lý Thị trường TP HCM đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường cuối năm 2021 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Từ nay đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, lực lượng quản lý thị trường TP HCM thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu lớn trong dịp cuối năm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, bảo đảm ổn định thị trường, quyền lợi người tiêu dùng. Đối tượng kiểm tra là tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa hoặc có hoạt động thương mại điện tử trên môi trường mạng để kinh doanh có hành vi, dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, việc kiểm tra không được gây phiền hà, trở ngại cho các hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Dịp cuối năm, bên cạnh việc duy trì vùng xanh cửa khẩu, Lạng Sơn đang tăng cường kiểm tra giám sát hàng hóa để ngăn ngừa tình trạng buôn lậu, đặc biệt làm rõ phản ánh của Trung Quốc về nội dung các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có nhiều hàng hóa không thuộc diện khai báo khi nhập khẩu vào nước này. Mới đây, trong nội dung thư phản ánh của Chính phủ Nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây Trung Quốc cho biết, trong quá trình kiểm tra, phương tiện nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào bò chài từ cửa khẩu Tân Thanh, phát hiện vài mặt hàng không nằm trong diện thông quan. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng đã ngay lập tức tổ chức kiểm tra, rà soát, đưa ra ý kiến về vấn đề này. Không có hiện tượng các doanh nghiệp nhập nhằng trong việc là đưa những cái mặt hàng vào lẫn những cái mặt hàng xuất khẩu, và đó là chủ yếu là những cái mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho lái xe đường dài. Ban thì cũng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Cửa khẩu thông tin tuyên truyền niêm yết thông báo tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh để các doanh nghiệp, chủ hàng, lái xe chuyên trách được biết và thực hiện. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song kinh tế cửa khẩu tại Lạng Sơn vẫn có những tín hiệu tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm ước đạt hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 52,7% so với cùng kỳ. Hiện với 4 trên 12 cửa khẩu hoạt động, trung bình có hơn 1.000 lượt phương tiện thông quan mỗi ngày. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ ban hành cái kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống hàng giả, vi phạm sở trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt là sẽ phát huy tối đa các cái nguồn lực sẵn có của chi cục để tăng cường cái hoạt động công tác kiểm tra giám sát. Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là trong dịp cuối năm khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề. Thưa quý vị, thực hiện chương trình hợp tác xuất nhập khẩu qua biên giới, sáng ngày 18 tháng 11, tỉnh Lào Cai, Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhằm trao đổi thông tin, thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu hai bên. Tại hội đàm, hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì, vận hành hiệu quả luồng ưu tiên, thông quan cho hàng nông sản, thực hiện kéo dài thời gian thông quan qua cửa khẩu, điều chỉnh các loại phí và thanh toán biên mậu. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại luân phiên, bố trí phân luồng, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ Kim Thành và cửa khẩu đường sắt Hồ Kiều, bảo đảm hợp lý, thuận tiện, phối hợp chặt chẽ thông tin dịch bệnh COVID-19 và biện pháp phòng chống, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.